Hà Nội lo lắng trước việc lãng phí trong chi phí cắt cỏ hàng năm trên địa bàn thành phố là đúng. Tuy nhiên, việc thành phố quyết định dừng lại toàn bộ công việc liên quan đến vườn hoa, cây xanh chỉ duy trì tại một số điểm quan trọng thì rõ ràng không phải là một cách làm phù hợp. Bởi có thể tạm dừng làm đẹp đô thị trong một thời gian ngắn để điều chỉnh lại, nhưng mà không thể tạm dừng đảm bảo an toàn giao thông. Nếu trên đại lộ Thăng Long là cỏ tùm, thì trên nhiều tuyến phố khác, những hàng cây xanh tốt quá mức cần thiết. Không chỉ một, mà rất nhiều tấm biển báo giao thông trong tình trạng có cũng như không. Ngành giao thông ấy, thì không phụ trách cây xanh. Thế nhưng mà nó rõ ràng thì là cây xanh nó có ảnh hưởng đến cái tổ chức giao thông. Thông tin cho người dân đi đường thì những thông tin phải được đảm bảo. Cái thứ hai là cái đẹp cho đô thị. Thế thì cái đẹp cho đô thị thì có thể ta tạo dừng một chút thì cũng được. Thế nhưng mà cái mà để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì không thể không đảm bảo được. Hà Nội vừa thông báo giảm bớt hơn 700 tỷ đồng cho việc cắt cỏ tỉa cây mỗi năm. Thông tin này có lẽ sẽ khiến nhiều người vui mừng. Không phải vì tiết kiệm được số tiền lớn, mà bởi cỏ và cây sắp được cắt tỉa trở lại. Ở đâu thì an toàn cũng nên được đặt lên hàng đầu. Theo các chuyên gia, việc cắt tỉa cây cỏ trên các tuyến đường, ngoài việc phải được duy trì thường xuyên, thì Hà Nội cũng cần phải điều chỉnh lại để phù hợp. Cây mà cắt thành hình ấy, thì nên tập trung ở công viên thôi, hoặc là một vài điểm chốt. Ví dụ như là trên đường ấy có một cái điểm đấy, điểm rất là đặc biệt quan trọng. Muốn người ta chú ý thì người ta mới cắt cây hình. Thế còn như chúng ta ở trên đại lộ Thăng Long thì cây cắt theo hình thì nó hơi tràn lan. Vừa lãng phí, vừa như thế là đứng về mặt an toàn giao thông là không tốt. Vấn đề thiết kế đô thị, vấn đề tuyến phố xanh, tuyến phố kiểu mẫu, theo tôi nghĩ là nên có cái màn bạc trao đổi kỹ hơn nữa, thì chúng ta sẽ có cái giải pháp thích hợp. Nhưng mà muốn làm thế nào chăng nữa thì ở đây phải có sự tham gia của các nhà quản lý, nhưng phải có sự tham gia của các cái chuyên gia chuyên ngành, và đặc biệt là có ý thức của người dân. Bởi vì cái không gian hai bên đường là không gian văn hóa, là nơi mà cộng đồng xã hội tiếp cận thường xuyên, cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến. Từ việc cắt cỏ đến việc trồng thêm một cái cây, tưởng chừng là chuyện nhỏ nhưng lại không hề nhỏ. Hà Nội vui mừng vì tiết kiệm được tiền, nhưng đổi lại là nguy cơ mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông. Hà Nội cũng phấn khởi với những hàng phượng sẽ ra hoa quanh năm, nhưng theo các chuyên gia, hàng cây giữa đường này nhiều nguy cơ hơn là lợi ích. Mưa bão gãy đổ thì hậu quả khôn lường. Cái cây, ngọn cỏ, nhưng cũng không thể xử lý một cách ngẫu hứng.